Ngày 6 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và 9 bị cáo khác về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí do có sai phạm trong chuyển nhượng khoảng 32 ha đất tại xã Phước Kiển, dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè và một phần diện tích của dự án khu dân cư ven sông, phường Tân Phong, quận 7 cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Phiên tòa được mở do có 9 trên 10 bị cáo kháng cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, trong đó có công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai kháng cáo. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cũng có kháng nghị đối với bản án sơ thẩm của tòa cung cấp. Trong vụ án này, bị cáo Tất Thành Cang không kháng cáo. Phiên tòa diễn ra từ ngày 6 tháng 3, dự kiến kéo dài đến ngày 10 tháng 3. Trước đó, ngày 19 tháng 10 năm 2022, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM, Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang 8 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí do liên quan vụ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận IBC, công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn Sadeco phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phần cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim. Tổng hợp hình phạt với bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành tổng cộng 14 năm 6 tháng tù. Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa có ý kiến đồng thuận với Cục Hàng không Việt Nam về phương án đóng cửa tạm thời cảng hàng không Điện Biên từ ngày 1 tháng 4. Theo kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên sẽ được thi công trong 6 tháng. Chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành trước ngày 1 tháng 10 năm 2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục của dự án để chậm nhất mở lại hoạt động cảng hàng không Điện Biên trước ngày 15 tháng 12. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên được khởi công vào tháng 1 năm 2022. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, dự án đang bị chậm tiến độ ở một số hạng mục, do đó khó hoàn thành vào tháng 8 năm 2023 như kế hoạch ban đầu. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV chỉ đạo các nhà thầu tập trung tất cả các nguồn lực, triển khai công tác thi công trên hiện trường, khẩn trương có kế hoạch tăng cường nhân lực, máy móc để bù lại tiến độ. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu ACV phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam để xác định ngày đóng và mở cửa sân bay Điện Biên, đảm bảo thời gian đóng cửa ngắn nhất, ảnh hưởng ít nhất đến sự đi lại của người dân. Ốc đảo Bích Câu vốn là bãi đất trống, nằm trong khu vực bảo vệ của di tích thắng cảnh cấp quốc gia Hồ Xuân Hương, được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia vào năm 1988. Năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao quản lý khai thác khu vực ốc đảo Hồ Xuân Hương, bao gồm cả vườn Bích Câu cũ, theo hình thức giao mặt bằng trong thời hạn 10 năm cho Hội sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng đầu tư xây dựng vườn hoa, trồng cây xanh, tạo thành công viên mở, kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm, mua bán các sản phẩm sinh vật cảnh, trưng bày nghệ thuật. Đến ngày 10 tháng 8 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giao Hội sinh vật cảnh quản lý có thời hạn, không quá 5 năm khu đất này. Sau đó điều chỉnh và đề nghị Hội sinh vật cảnh bàn giao lại cho thành phố Đà Lạt quản lý sau khi hết thời hạn tạm giao, đến hết ngày 9 tháng 8 năm 2022. Căn cứ theo các quy hoạch chung và quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt thì diện tích đất tạm giao cho Hội sinh vật cảnh tại ốc đảo Bích Câu thuộc phạm vi quy hoạch đất công viên cảnh quan, đất công viên cây xanh. Nhưng thực tế, sau vài năm đầu trưng bày hoa, cây cảnh, ốc đảo Bích Câu dần trở thành quán cà phê kết hợp ăn uống, kèm với đó là ba khối nhà công trình khác, nhà kho, pha chế, nhà vệ sinh, nhà hàng. Đáng chú ý, dù hoạt động kinh doanh ăn uống, nhưng hệ thống nước thải khu vực này không đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của thành phố Đà Lạt, thay vào đó được tích trữ dưới hầm Ford, ngay trên ốc đảo và chảy ra hồ Xuân Hương. Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng, Hội sinh vật cảnh sử dụng diện tích đất và có hoạt động kinh doanh nhưng không lập thủ tục thuê đất. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có chủ trương xử lý khi hết thời hạn thuê đất đối với Hội sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng tiến hành lập thủ tục thu hồi phần diện tích này.
Ngày 28 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân phường 1 thành phố Đà Lạt bên cho thuê đã tiến hành thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng với Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng bên thuê, yêu cầu bàn giao vị trí này cho địa phương. Tuy nhiên, dường như việc bàn giao chỉ diễn ra trên giấy vì đến nay hoạt động kinh doanh ăn uống tại ốc đảo Bích Câu vẫn diễn ra bình thường. Các ngân hàng thương mại vừa thống nhất kể từ ngày 6 tháng 3 sẽ giảm lãi suất huy động khoảng 0,5%. Riêng nhóm ngân hàng thương mại Big 4 gồm Vietinbank, Vietcombank, BIDV và Agribank giảm khoảng 0,2% do lãi suất hiện đã thấp nhất thị trường. Một trong những yếu tố khiến lãi suất cho vay tăng cao thời gian qua là do lãi suất huy động tăng mạnh. Sau khi nhiều ngân hàng đồng thuận cùng giảm lãi suất huy động xuống dưới 9,5% một năm vào cuối năm 2022, ghi nhận trên thị trường cho thấy khoảng 18 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng xuống dưới 9% như ACB, MSB, BVCombank, Saigonbank, OCB, Sacombank. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại Big 4 có lãi suất huy động thấp nhất thị trường với 7,4% một năm kỳ hạn 12 tháng. Hiện lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng, quanh mức 8,2% đến 9% một năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, ngoài 18 ngân hàng thương mại giảm dưới 9%, thì số còn lại phổ biến ở mức 9% đến 9,4% một năm. Như vậy, lãi suất huy động hiện đã giảm bình quân 1% so với giai đoạn cao điểm năm 2022, trong khi lãi suất cho vay giảm 1,5% đến 2% một năm. Tổ chức theo dõi kỹ thuật số Digital Observatory vừa công bố bảng xếp hạng 196 nhà lãnh đạo được theo dõi nhiều nhất từ các bài viết của họ trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram, Facebook và Twitter trong 3 tháng gần đây. Theo đó, đứng đầu bảng xếp hạng về số người theo dõi là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với 207 triệu người theo dõi. Xếp thứ hai là Tổng thống Indonesia Joko Widodo với hơn 80 triệu. Tổng thống Mỹ Joe Biden đứng thứ 3 với 66 triệu người theo dõi. Về mức độ tương tác tổng thể, Tổng thống Brazil Lula da Silva đạt lượng tương tác cao nhất với hơn 80 triệu lượt thích, bình luận, chia sẻ và nhấp vào liên kết. Sau 15 năm đàm phán, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đã thông qua văn bản của Hiệp ước Biển Cả, Hiệp ước quốc tế đầu tiên để bảo vệ đại dương. Các tổ chức môi trường đánh giá hiệp ước này có thể đảo ngược những tổn thất đa dạng sinh học biển, cũng như đảm bảo phát triển bền vững. Hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý nhằm bảo tồn và đảm bảo sử dụng bền vững đa dạng sinh học đại dương. Trong một tuyên bố, chủ trì hội nghị bà Jenna Lee, đại sứ Liên Hiệp Quốc về đại dương, đã hoan nghênh việc các nước thông qua văn bản của hiệp ước nói trên. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhìn nhận việc thông qua văn bản của hiệp ước là một chiến thắng của chủ nghĩa đa phương và của những nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại các xu hướng hủy diệt đại dương. Bà Laura Mueller, một nhà vận động bảo vệ đại dương của tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace, người đã tham gia các cuộc đàm phán, đánh giá đây là một ngày lịch sử đối với bảo tồn và là một tín hiệu cho thấy trong một thế giới chia rẽ, bảo vệ thiên nhiên và con người có thể chiến thắng tư duy địa chính trị. Theo bà Renali, hiệp ước sẽ được chính thức thông qua sau khi ngôn từ được các luật sư xem xét chặt chẽ và được dịch ra 6 ngôn ngữ chính thức của Liên Hiệp Quốc.